và với tình nhiều mà cho nên rất mong quý vị cùng xem đồng hành được một cái thời từ đây cho tới cuối giờ để có thể xem trọn vẹn những bữa tiệc tối nay quý vị nhé. Và cái bây giờ một lần đầu tiên của buổi tối mời đến cho 20.000 đồng với giải thưởng sẽ là tặng vào một chương trình nghệ thuật. Chúc mong quý vị cùng xem đồng hành cùng xem đồng hành quý vị nhé. À, cho em hỏi hôm nay có ai lần đầu tiên tới vì vợ sinh không ạ? À? Hay là vì sinh vào cái thời không ạ? À? Lần đầu tiên. À, phải mời anh trai đi lên sân khấu tặng vé cho. Dạ, à, dạ đúng rồi, anh đó. Hả? Áo đẹp quần kỳ à. Bữa nay là tại vì cái phần của em ở phía sau thì chắc em phải lần đầu chứ không có bao nhiêu lần đầu. Rồi, ok. Chào hai người luôn hả? Chị thấy không sáng luôn. Dạ được, ok, ok. Dạ xin mời đi mời. Rồi, ok. Rồi. À, cho mình hỏi là bạn tên gì và từ đâu đến không? À, Phương Anh từ quận 10 ạ. Phương Anh từ quận 10, tính ra cũng xa quá ha. Rồi, mà lần đầu tiên tới cái đoàn hả? Thôi bây giờ chị nhờ Phương Anh sẽ bỏ 60 trái banh cho lần cầu nha. Để cho nó công bằng nhất cho tất cả quý vị khán giả đang ngồi ở dưới. Xong xong đó, bên trên sẽ có một clip để hướng dẫn quý vị có một điều thật là vui. Cũng giống như được chờ lưu tư để trước nhất cho thân quý vị lần đầu tiên tới cái đoàn và không biết lần chơi lưu tư nha. Xin mời quý vị cùng hướng mắt lại sân khấu. Con người ta sống từ đa từ những năm con biết sao hôn nhang
Chưa có nè, một là chồng tìm em
Dạ, cái tiếp theo nữa là 20 này cũng chưa có luôn nè. Rồi, tiếp theo nữa 20 bên này cũng chưa có luôn. Dạ, nó phải 4 con trên một hàng thì mình mới trúng cái này giống như này nè. Dạ, cái chỉ cho, để em thay mình lộn nữa. Nè, có nghĩa là phải 4 con trên một hàng như vậy nè mới trúng nè. Nãy giờ nó sổ hết rồi. Dạ, mới trúng nha. Không sao, tại bà con lần đầu tiên mới tới thì không sao hết. Cái gì không hiểu quý vị cứ hỏi lại, cái diễn viên sẽ chỉ cho quý vị chơi nha. Rất là đơn giản. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc mừng anh đã một lời đầu tiên mở hàng và khi nhận thưởng cho em nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, tại vì có nhiều bà con thì bà ở nước ngoài về chẳng hạn, hoặc là bắt vô thì lần đầu tiên chơi vô tô thì họ không biết cách dò. Không sao hết quý vị, quý vị có thể mạnh dạn hỏi người kế bên, bởi vì khán giả rất là bà đồng thời, rất là dễ thương luôn. Đặc biệt khán giả đi tới đây một mình nhưng mà đi về là tới 2-3 bình là quý vị. Cho nên rất là mong quý vị cũng sẽ có được niềm vui thấm chỉa trên sân khấu mà từ những người kế bên nữa. Rất là mong quý vị cũng sẽ hỗ trợ với nhau để chúng ta sẽ có những điều kiện thật ấn tượng vui vẻ. Chúng tôi xin chào những gương mặt vàng trong làng lô tô tiến chị đó ăn rồi. Hello mọi người, rồi bây giờ cái đối diện vòng lại thứ hai mọi người chuẩn bị không đổi, chắc mong quý vị cũng sẽ đồng hành cùng từ vòng đồng thời. Ai chưa có vé mình giơ tay lên giùm em là phía bên này luôn. Trời ơi, không ai xa lạ, quẹo đi luôn. Rồi cầu ơi, lẹ cầu ơi, nè lẹ phía dưới này bên đây đó, cầu cầu lăn xuống liền chị nha. Rồi đợi em tí xíu. Rồi phía bên đây giữa chân thì có người đẹp sang sang và đó dễ thương cô gái có hai cái nơi. Bên đây chị Cẩm Nhung đó, nữ hoàng bán trái cây chợ Bình Điền đúng không quý vị. Dạ, hồi xưa không có gì hết trơn á, bình thường bây giờ cái tự nhiên cái là đẩy trái cây đi bán, vừa bán trái cây vừa bán lô lô cái gì nha, dưa hấu chim tết. Đây xung quanh đó và còn có những gian hàng ở phía sau lưng, nếu có gì cần nước uống hoặc thức ăn thì quý vị có thể liên hệ sau lưng. Đặc biệt và bếp bà lộ cũng đang rất ế, một tuần bán 4 kg là sườn bán không hết. Có gì tôi quẹo qua ủng hộ giúp cho em, có ăn thử quý vị nha. Con mình mua không con học mua không sao hết. Dạ, có đó làm cái bán thêm kiếm tiền mua sữa cho con. Thế bây giờ ai chưa có biết sao mà cười dữ vậy anh, em nói thiệt mà. Rồi mình cũng lao động mà hả, sao chị. Rồi bây giờ anh mới chia tay luôn, bắt sập khúc chuẩn bị do số nhé, nhớ luôn kìa tôi ơi. Yeah.
Dạ, 22 đợt giải chúng ta mới có một 6 con số thôi, rất là may mắn luôn. Nhưng mà không biết là chị Ba mình kinh thiệt hay là chúng thiệt hay chúng gió thì mình phải kiểm tra lại quý vị nha. Cho nên song song đó tôi không mất thời gian với tất cả quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến lợi mắt 1.000 đồng là đặc biệt đầu tiên của tối nay. Và mọi thế 30.000 đồng quý vị may mắn trúng thưởng và nhận về cái khâu đeo chơi quý vị nha. Rồi 4249 với các con số may mắn. 22 được đi qua và có 147 và có 19 giải siêu đặc biệt đến từ Samsung. Đó là một cái TV 55 inch rất là bự luôn. Cho nên là nếu mà nhà quý vị TV đã lâu rồi mà mình chưa có mua mới thì hôm nay đã là một cơ hội rất thời. Và chúng ta sẽ có một vòng ở cuối chương trình, nhưng mà chúng ta sẽ phục vụ vé sớm hơn một chút xíu là con mình không chờ được đâu mọi thể nha. Và mỗi lấy vé thì 70.000, nhưng mà cái lúc đó tới giữa chương trình mới bán, cho nên rất mong quý vị cũng sẽ đồng hành ở lại để chúng ta có thể tham gia tham dự. Thứ nhất là con hết vợ kịch, thứ hai nữa là chúng ta có thể có cơ hội mang về chiếc TV rất là bự. Thì nếu mà quý vị có theo dõi fanpage của Sài Gòn Thời tuần rồi, tụi em cũng trao giải cho tổng cộng là 3 chủ nhân và cũng có vài chủ nhân đang ngồi đây với những cái tác phẩm rất là hoành tráng luôn. Và riêng với những cái tác phẩm lớn thì từ nhà tài trợ cho nên là không có được hỗ trợ chia giải thưởng, mà chỉ có chọn một người chúng thôi. Rất là dream, những giấc mơ. Vì hôm nay á, ở trên này từ ngày thứ năm thì đã là những giấc mơ sắc màu của những cái bạn BD và còn đến thứ sáu thì là giấc mơ vượt lên chính mình của tất cả chúng ta và chơi lô tô phải trúng. Còn riêng ngày hôm qua là giấc mơ của các em thiếu nhi đã đối diện với sự thành công, và hôm nay chốt cuối liền là giấc mơ của những cặp đôi nha. Cho dù họ là ai, giới tính như thế nào, nhưng cũng rất là mong là kết quả của sự yêu đương sẽ là một cái đám cưới thật linh đình. Cho nên là tối nay vợ chốt cuối liền sẽ cho quý vị một cái không gian rất là tuyệt vời, những cặp đôi mới yêu nhau dù họ là ai, như thế nào. Cho nên rất là mong quý vị cũng sẽ đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời để nghe hết vở kịch. Rất nhiều bà con ở đây đang coi tới lần thứ ba, thứ tư khi mà mỗi lần là diễn lại, nhưng mà hôm nay lại là bộ ekip khác làm việc, cho nên rất là mong quý vị cũng sẽ theo dõi để có những cái sự mới mẻ trong nội dung, hy vọng mọi người sẽ đón nhận một cách đồng nhiệt khi các bạn chỉ chưa bước ra sân khấu một chục rồi thôi nhé. Và nếu bây giờ ai chưa có ghế thì mình đã đi sao lưu trễ và quẹo, đó là em trai đẹp trai đã lấy mẹ bộ cái ghế 5.000 ha, sau cái chỗ là chấm đó, bà con mình xem vô ngồi giùm cho em ha. Rất cảm ơn quý vị luôn. Rồi đây là cái mô hình thôi, chứ cái TV là bằng 1/4 cái màn hình LED của em đó quý vị. 55 inch, sản phẩm siêu đặc biệt Samsung Smart TV QLED 4K 55 inch quý vị. Dạ, cái này xương xương trị giá như nhớ nè, hình như là bởi họ là 30 thôi, như đó 24, 22 vậy đó. Dạ, chút xíu cho chị cái giá chính xác lại nha. Rồi, ok, và bây giờ trong lại tiếp theo mình lấy 80.000 đồng với phần đặc biệt đầu tiên của tối nay. Ai chưa có vé giơ tay lên thẳng lên trên luôn kìa, chào ơi chào. Có chị gái giơ tay túc trên thôi, thẳng túc trên luôn. Rồi, Duy chạy lên luôn thôi. Rồi, từ từ chào ơi. Rồi, bây giờ chúc bà con mình nè. Rồi, bà con nào đi sáng tới trễ, mình quẹo qua nhận em bên cái ghế có cái nhìn không có gì mà con cô bác mình ngồi ổn định từ lần cuối cuối nha. Thứ đây có mọc trà với chặt bích còn dễ thứ ngay. Đó, mọc trà còn 3 ghế chót và còn 5 ghế chót. Là thứ đây bà con nào đi sáng tới trễ đó mà còn cần vẽ thì giơ tay giùm em ha. Rồi, ở giữa chính điện đó có Du Yêu và bán ế quá rễ luôn cái gì. Chị Cẩm Nhung còn dán, chị Cẩm Nhung ơi, đó dễ thương luôn. Đó, rồi, đầu cầu hết vé. Và bây giờ vòng loại tiếp theo anh với trên tay với mã số vé là 4910 bắt đầu do số vô. Thank you.
Rồi,
Còn 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 một vé cuối tay quý vị. Dạ, một vé cuối tay. Đó, dễ thương. Ai chưa mua vé giơ tay ủng hộ. Nè, trước mặt nè. Rồi, phía quý vị còn phía bên đây Bảo Ngọc. Đó, gái đẹp đoàn này quý vị. Rất là xinh đẹp quý vị nha. Nhưng mà quý vị đừng có nói chuyện với bạn. Dạ. Đó, tưởng đâu anh Lý Hùng đứng kế bên không. Rồi, thế bây giờ còn một vé nữa quý vị. Bảo Ngọc còn có một vé, dễ thương. Thoải mái cho mua chưa vé. Rồi, một vé không đủ má trên. Dạ. Tối qua là nhập nhà má cũng 15 vé hết trơn. Rồi bây giờ anh ấy chưa có vé thì chơi tay là gì đây một lần nữa được lại đặc biệt nha. Còn có đến là Hương có lại sân khấu chuẩn bị cho số vô. Mục đích của cái bé này là có mặt trên sân khấu là để quý vị có thể ủng hộ từ thiện mà chắc là bắt lỗi mà bây giờ em cứ hát trùng bài, quý vị cứ la lên giùm cho em cứ mỗi một bài trùng 10.000 bỏ tiền tại chỗ gì ha. Riêng mà nãy giờ tại vì sao mẹ mới thỉnh nó ra liền, mình cất rồi cái này kịch mà, nhưng mà đây đã có cái phần mà không có minh họa đó là 10.000 đó, em thấy bây bà đứng đơn sân khấu thôi, cho nên quý vị thấy bà nào mà không có nhảy múa đó quý vị cứ chỉ cho em, chỉ điểm đi, hốt 10.000 bỏ cuối năm làm từ thiện chơi, quý vị cũng góp một phần công đức trong việc chỉ điểm quý vị nha. Rồi chúc quý vị chơi tô vui vẻ vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ ai chưa có vé mình chưa thông thì em cứ đi ơi.